cái bông đó đó, bông mù đó. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là anh em của tôi cũng rảnh nên là đi quay để review cho mọi người cùng xem ha. Hôm nay là cuối tuần nên là anh em tôi là đi tham quan cái vườn nhãn này các bạn, thấy không? Đây là nhãn Ido nha các bạn. Đó, thấy không? Nhãn này rất là sai trái nha. Đó, thấy không? Các bạn thấy cái vườn nhãn này như thế nào? Thấy không? Nhìn trái nè, xinh xê. Nên là cũng quay để review cho mọi người cùng xem ha. Nè, đó, nhãn nè. Thấy không? Trái thì rất là to. Nhãn này cũng trồng bằng hữu cơ nha các bạn. Nè, ha. Đó, còn là cũng phân hữu cơ nên là trái nhìn nè. Đó. Thấy không? Trái này rất đẹp ha. Để thử cho mọi người cùng xem coi ha. Ừ. Rồi, thấy không? Trái ruột. Quá đẹp. Nha, ha. Để lột ra xem thử coi. Trời, nước quá nước luôn. Này quá trời ngon rồi, thèm rồi. Ăn quá trời ngon rồi. Ha, trái nhãn cơm dày ghê không? Đó, thấy không? Ăn nhãn cùng mình nha. Đó, ha, đây nè. Nè. Đó, bẻ luôn nhánh nhãn này ha. Đó. Đây, nhãn này là thấy không? Nhánh này khoảng cỡ mấy trăm gram á. Nè, trái rộng bự ghê chưa? Ha. Đó, đây rồi. Đây nè. À. Nhãn này dày cơm, rất là dày cơm nha các bạn. Thấy không? Nè. Trái vườn nhãn thì nhìn nè. Quá xum xê luôn. À, thấy không? Quá xum xê luôn các bạn ơi. Nha, đây nè. Nhãn nè. Đi tham quan còn được chủ vườn cho nhãn về ăn luôn á. Nè, ha. Đây là không? Đó. Đây là mấy cây ở dưới thấp. Mình quay dưới thấp được thôi chứ không có leo lên cây được nha. Nhãn này nhãn cũng lâu năm rồi nha. Đó, thấy không? Nè. Thấy chưa? Đó, trời ơi, hái trái này quá trời bự luôn nè. Đó. Ừ. Rồi, cơm dày rồi nè. Nhãn hút cơm quá. Nha, nhãn nè. Quá là nhiều rồi. Nha, mọi người thấy hay nhớ chia sẻ và bấm like nha để mình đi tiếp tục đi review những cái loại trái cây để cho mọi người cùng xem ha. Đó, ha. Nha, lần nào tôi đi tiếp nào. Nha, đó, vô được đây là vườn nhãn này khoảng 5 công nha, 5 công nhãn nha. Này khoảng 5 công nhãn á. Trái cây thì rất là nhiều. Một sức mà ăn, vừa được tham quan mà vừa được ăn luôn á. Nó ghê á. Rồi trái nào trên ấy nó bự á. Nè. Hút cơ. Nè, hút cơ thì trái rất là bự nè. Đó. Quá nhãn à. Thấy không? Đó. Chắc. Nè, thấy không? Đi qua cây khác rồi nè các bạn ha. Quá lớn rồi. Ừ. Mọi người thấy hay nhớ chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.